sông Lâu sông Thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang, và kính chúc người người sẽ gặp lành Tết sau được nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ và ở bên bếp hồng cùng nồi bánh chưng xanh chờ xuân đang sang. Xin kính chào quý vị và các bạn, mình tên là Thương. Hiện tại mình đang đảm nhận vị trí quản lý sảnh tại tòa nhà của tổng số Vô Tuyến Điện. Đây là một trong những dự án mà PMC đang trực tiếp quản lý. Vậy là một năm mới nữa lại đến rồi. Với năm mới đi dậu này, đối với tôi mà nói thì đây là một năm rất quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Đây là năm đầu tiên tôi làm việc tại PMC, đồng nghĩa với việc là năm đầu tiên tôi được đón một cái Tết sum vầy, đầm ấm cùng toàn thể ban lãnh đạo cũng như anh chị em đồng nghiệp trong công ty. Phải nói như thế nào nhỉ? Nhìn lại một năm đã qua, trong tôi lúc này vẫn còn cảm giác hồi hộp và hạnh phúc khi đặt chân vào công ty PMC. Cái cảm giác đầu tiên đó chính là sự tự hào khi được khoác lên mình bộ đồng phục của PMC cùng với chiếc tem Tết có in hình logo PMC, rất lịch sự, rất chuyên nghiệp. Không biết đối với các anh chị em khác như thế nào, nhưng đối với tôi cảm thấy hãnh diện và tự nhủ bản thân thật sự cố gắng để xứng đáng với bộ đồng phục tôi mặc trên người, cũng như xứng đáng để trở thành nhân viên PMC đúng nghĩa. Bước vào PMC, trong tôi không có cảm giác bỡ ngỡ khi thời còn học sinh, mà ngược lại tôi thấy rất yên tâm, bởi lẽ các anh chị em đồng nghiệp rất hòa đồng, tận tình chỉ bảo và hướng dẫn tôi trong công việc. Ban lãnh đạo công ty rất quan tâm tới đội ngũ nhân viên, và mỗi dịp sinh nhật của mỗi cá nhân, tổng giám đốc đều trực tiếp nhắn tin chúc mừng. Đối với tôi mà nói thì đây là một món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa và thật tuyệt vời. Tại công ty cũng thường xuyên tổ chức các khóa học đào tạo về kỹ năng, nghiệp vụ cho mỗi cá nhân để chúng tôi có thể hoàn thiện bản thân mình hơn nữa. Gần đây nhất, tôi được tham gia các lớp học tiếng Anh giao tiếp, quản lý sảnh và đặc biệt là khóa Kaizen. Tôi cảm thấy rất hứng thú và thấy nó khá tốt và thiết thực đối với cuộc sống. Tôi sẽ cố gắng áp dụng tốt một cách hiệu quả để có thể đạt được kết quả cao trong công việc. Còn đối với gia đình thì thật sự mà nói, tôi rất cảm ơn chồng tôi đã luôn ở bên động viên, chia sẻ trong công việc cũng như trong cuộc sống để tôi có thể yên tâm hoàn thành tốt công việc của mình. Trong năm mới 2017 này, cùng với việc được học và đào tạo về các kỹ năng trong công việc cũng như phát huy những thế mạnh của bản thân, tôi hy vọng bản thân mình sẽ được gắn bó với công ty lâu dài hơn nữa và sẽ mang lại nhiều thành công trong việc công việc của tôi, cũng như tôi sẽ có những bước tiến trong công việc của mình. Với năm mới Đinh Dậu 2017 này, tôi xin gửi lời kính chúc tới toàn thể ban lãnh đạo công ty cũng như toàn thể anh chị em đồng nghiệp trong PMC một năm mới an khang, thịnh vượng. Chúc cho PMC ngày càng phát triển vững mạnh, thịnh vượng và luôn tiếp tục những bước đi vững chắc, không ngừng vươn xa. Thương hiệu PMC sẽ trải dài trên khắp 64 tỉnh thành và vươn ra ngoài tầm quốc tế. Đặc biệt, thương hiệu PMC sẽ luôn là sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng. Ngoài ra, trong năm mới này, tôi không mong muốn gì hơn ngoài việc con gái tôi hay ăn, trông lớn, khỏe mạnh để vợ chồng tôi có thể yên tâm công tác. Mong rằng tổ ấm nhỏ của tôi sẽ luôn tràn ngập niềm vui và có thật nhiều khoảnh khắc tươi sáng và lạc quan bên nhau. Một lần nữa, xin kính chúc đại gia đình PMC một năm mới phát tài, phát lộc. Happy New Year 2017!